Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, cô Sang sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản đọc hiểu số 3 của bài học Câu chuyện của lịch sử. Ta đi tới, ta đi giữa ban ngày, trên đường cái ung dung ta bước. Đường ta rộng thênh thang tám thước, đường Bắc Sơn đỉnh cả Thái Nguyên. Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên, đường cách mạng dài theo kháng chiến. Đến hôm nay đường xuôi về biển, mới tinh khôi màu đất đỏ tươi. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hóa, ai xuống khu 3, ai vào khu 4, đường ta đó tự do quần quận, đốt bùn Tây đã quấn sạch rồi, sông Thao nao nức sóng rồi, ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền. Đã 9 năm rồi đấy nhỉ,